Hello, xin chào, tao là máy nhá, số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm cho clip này để giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang chữ điện thoại đen trắng một nhé. Đó thì cái mẫu điện thoại này có tên là Martel này, là có tên nữa là i10 bọn nhé. Đó thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng, thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ này. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc điện thoại Martel này. Đó, điện thoại này thì chức năng thì sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường bạn nhé. Mắt camera được đơn vị nhà mình là độ chế vào bên sườn như này. Đó thì nói chung là độ chế camera điện thoại Martel này thì sẽ có hai cách độ nhé. Một là có nhiều khách hàng sẽ cần là độ bên sườn này. Còn nhiều khách hàng sẽ có yêu cầu là đặt ở bên đằng trước như này. Thì nói chung là đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo yêu cầu thôi. Các bạn cần độ chế như nào thì đơn vị nhà mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhé. Bạn chỉ cần nói là độ bên sườn hay bên trên thì đơn vị nhà mình sẽ làm theo yêu cầu các bạn được thôi. Cũng như các bạn muốn độ chế vào trong những cái đồ vật khác, ví dụ như các bạn muốn ngụy trang vào trong chiếc điện thoại cảm ứng này, quạt treo tường này, đèn ngủ này, vân vân, tất cả những cái đồ vật ở trong gia đình của các bạn và các bạn cần độ chế vào đồ vật gì thì đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo yêu cầu bạn được hết nhé. Đó thì một bộ sản phẩm đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một cục pin để cấp nguồn cho điện thoại này, cũng như là cấp nguồn cho camera. Đó, và một dây cắm sạc bạn nhé. Đó thì dây cắm sạc này thì ở trong này nó sẽ có, đây là dây cắm sạc của máy Samsung thôi. Đó, các bạn có thể là lấy dây sạc này cũng được, mà các bạn mua về các bạn cắm dây sạc Samsung của bạn đều được hết nhé. Đó thì khi mà các bạn mua hàng, bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Đó thì bước đầu tiên thì bạn tải cho mình ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Lock Cam này. Tiếp theo thì các bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera bắt ra, có chữ F và có chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là Lock Cam này, các bạn chọn vào mục là cancel để xem này. Cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn mọi người cách để bạn thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Thì ở trong này có rất là chi tiết thôi, thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể dùng ok nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên trước camera ngụy trang điện thoại Martel đen trắng này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối với điện thoại nhé. Để mình cất phụ kiện đi. Đó thì mắt camera được đơn vị nhà mình là độ ở bên sườn như này các bạn nhé, rất là kín đáo luôn. Đó, và điện thoại vẫn sử dụng như bình thường, mà đây mình sẽ bật cái lắp nha. Đó thì ở bên trong đây thì sẽ, đây sẽ là cái chỗ để bạn có thể là gắn pin này. Đây sẽ là cái chỗ để các bạn khe cắm thẻ nhớ của điện thoại của camera nhé. Đây mình sẽ gắn một cái thẻ nhớ vào bên trong. Đó, thẻ nhớ thì bạn sẽ gắn theo chiều như này, các bạn sẽ úp xuống như này. Đó, các bạn ấn vào như này. Sau đó công tắc bật mở đây, các bạn gạt lên trên để bật thiết bị, còn gạt xuống dưới để tắt nhé. Đây sẽ là nút reset này. Thì khi mà camera các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém thì các bạn sẽ dí lần vào nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cục pin thì mình sẽ gắn vào thôi. Đó, cho bạn sẽ bật công tắc một lần đi. Đó, thì thiết bị sẽ sáng cái đèn lên nha, là camera đang hoạt động nhé. Giờ mình sẽ đóng nắp vào này. Đó, thì cái đèn này thì khi mà các bạn vào trong ứng dụng thì các bạn phải tắt được đi nhé. Đây, cái đèn bên trong này thì mình sẽ tắt đi. Đó, tiếp theo thì để sử dụng chiếc camera ngụy trang chiếc điện thoại đen trắng Martel này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Lock Cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cả là App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cả là Safari để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là Lock Cam về điện thoại rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang trước điện thoại đen trắng Martel này nó sẽ phát ra các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F và có chữ G đằng trước, một vài số mà một vài chữ là không có mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối Wi-Fi đó vào. Đó, và đây mình sẽ test cho mọi người cái điện thoại trước nhé. Điện thoại này các bạn vẫn có thể sử dụng như bình thường nhé. Đây mình sẽ có thể là vừa bật lên này. Đó. Đó, điện thoại này các bạn vẫn có thể sử dụng được như bình thường. Các nút bấm này vẫn như bình thường hết các bạn nhé. Đó, mình sẽ test cho mọi người trước. Đó, các bạn có thể nhắn tin này, nhắn tin gọi điện đều được hết các bạn nhé. Đây, đây, điện thoại đây, đây, nhắn tin sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường các bạn nhé. Nó chỉ được độ thêm một mắt camera bên trong thôi. Đó, đây. Đó, điện thoại như bình thường. Đây mình có thể là vừa bật điện thoại vừa quay camera đều được. Đó, tiếp theo thì bây khi mà các bạn đã kết nối wifi của camera xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhá. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong ứng dụng là Lock Cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn đã chọn vào mục là cancel nhé. Đó, thì khi mà các bạn chọn một cancel xong thì trên màn hình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này.
Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online màu xanh, sau đó tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Là mình sẽ quay cam cho các bạn xem một trước này. Đó, đây. Chất lượng hình ảnh thì rất ok các bạn nhé. Đây. Đó. Khi mà các bạn quay camera mà hình ảnh nó bị ngược chiều như này nhá, các bạn sẽ chọn hình tam giác ở đây. Đó, nó sẽ là đảo chiều lên trên xuống dưới cho nó thuận chiều nhất này. Đó, cũng như khi mà các bạn bị ngược chiều sang trái sang phải thì các bạn sẽ chọn hình tam giác bên cạnh đây, nó sẽ là đảo chiều sang trái sang phải các bạn nhé. Thì khi mà các bạn quay camera mà ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng những chức năng đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy thôi. Tiếp theo thì bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo đồ. Alo đồ. Đó, do camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé. Và sẽ phát ra cái tiếng là vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xong trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi nhé. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn bằng máy chụp ảnh đây. Xem này, chụp ảnh màn hình này. Đó. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn hãy chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video. Đó, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì các bạn cần kích một lần nữa thôi. Đó, là có thể là tự động lưu video vào trong ứng dụng là nó cam. Tiếp theo thì hình mặt trời đây sẽ là các bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhé. Các bạn có thể là cho chế độ ánh sáng của nhảy nó cao lên này. Đó, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nhé. Đây. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của nhảy nhá. Bạn có thể là cho màu nhảy nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu đi, cho màu nhảy nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nhá. Nói chung là mỗi người mỗi mắt thôi. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhá. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng này, và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhá. Đó, để rất là xa. Và khi mà các bạn có ban đêm thì mắt cam là sẽ không bắt ánh sáng hết, hồng ngoại trong ngoại đen nhé. Đó, các bạn muốn tắt cho ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi, nó tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của ảnh ở đây. Chế độ phân giải của ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Này, bạn đợi một chút này, bắt đầu các bạn chọn hình chế độ 4K thì hình ảnh nó rất là ok. Đây. Để mình sẽ kết nối lại này. Điện thoại của mình nhiều lúc nó hay bị đơ nha. Chất lượng ảnh 4K rất ok bạn nhé. Cam di chuyển từ đâu là hình ảnh từ đó này. Tiếp theo thì bạn sẽ thấy ở đằng sau thiết bị đây sẽ có một cái đèn màu đỏ lên nha nhé. Các bạn muốn tắt cái đèn này đi thì các bạn chỉ cần bấm cái bóng đèn trên nắp thôi. Đó là đèn tắt đi. Cũng như các bạn muốn bật đèn lên thì các bạn cần bấm cái bóng đèn trên nắp thôi. Là đèn tạm bật lên bạn nhé. Đó, nói chung là bật hay tắt thì mình sẽ thao tác từ xa trên điện thoại thôi. Nó cũng khá là đơn giản bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang, chiếc điện thoại đen trắng có mã là Mattel E10. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung ở trong ứng dụng là Nóc Cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt này. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào mục là Device Setting. Thì mục Modify Device Password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì các bạn sẽ nhập vào mục là Lưu Password. Old Password ở đây sẽ là 123456 này. Lưu password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Nó sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này. Sẽ là mục giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Ở đây nó sẽ có mục là Auto Record này. Auto Record là mục hình 2424. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang, chiếc điện thoại EG10 Mattel này, các bạn bật nguồn này thôi, là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm Record sẽ là một ghi hình khi có chuyển động, là chỉ cần có người di chuyển qua mắt cam thì cam nó sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Còn khi mà không có người di chuyển qua thì cam nó sẽ không lưu nhé. Đó, video duration là các bạn để chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà mình chọn là 10 phút đi thì các bạn giờ đủ 10 phút thì cam sẽ tự động lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 5 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Camera sẽ tự động lưu video gần đó phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Thì vừa rồi mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào bên trong. Thì ở đây nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 30/428 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video vào, còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới này nhé. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình nhé. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này.
Thì trong một wifi setting này thì camera ngụy trang chiếc điện thoại đen trắng EG10 này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo thì bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà nơi mà các bạn gắn camera này, các bạn biết mật khẩu vào. Các bạn biết mật khẩu nào thì các bạn nhập mật khẩu đó vào. Nếu bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang điện thoại Martel có mã là EG10. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang điện thoại này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.